Morning, hello cả nhà hello, welcome back trong fan cuộc sống Mỹ một lần nữa. Mời quý vị nghe tin tức buổi sáng. Kính thưa quý khán giả, hôm nay là ngày thứ hai, ngày 9 tháng 9 năm 2024. Và kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sáng nay đi làm thời tiết mát quá, mới tính hỏi rằng là không biết thấy con nai vàng ngơ ngác chưa, nhưng mà chắc chưa đâu, tại vì tuần này còn thêm một vài ngày nữa có những cái con số 9, mặc dù là 9 thấp thôi nhưng mà cũng chưa chắc là con nai vàng xuất hiện đâu, nên chắc rằng là enjoy với ngày hôm nay cũng như rằng là vài ngày kế tiếp trước khi số 9 thấp quay trở lại hả cô Thu Nga? Cái 9 thấp là coi bộ là cũng không khoái rồi, tuy nhiên 9 thấp còn hơn là 9 cao. Ở ngoài kia người ta cũng biết mình nói 9 thấp 9 cao như thế nào, nhưng bây giờ đi đâu đó thì người ta cũng rõ về cái cuộc bầu cử sắp tới đây và cái cuộc tranh luận ngày mai giữa ông Donald Trump với bà Kamala Harris. Mà hôm nay có một cái bài báo hỏi là cái lý do gì mà bà Kamala Harris cười nhiều khi mà xuất hiện trước công chúng. Và cái hình mà chúng tôi đang thấy đây là bà đứng với phu quân của bà, mà bà cũng cười, nghĩa là bà cười hết cỡ thợ mộc luôn. Thì cái việc mà bây giờ đã cái cười của bà thì người ta cũng thấy rằng nó thường xuyên quá. Thường thường là người ta cười là cười vậy thôi, nhưng bà này bà cười nhiều. Và bà đã làm nổi lên những cái câu hỏi trên cái mạng xã hội và trong giới chính trị, khiến cho nhiều người tự hỏi là tại sao bà Kamala Harris lại cười nhiều như vậy, và điều đó tiết lộ điều gì về cái bà này. Và theo một cái media thì việc bà Harris cười nhiều không chỉ là đặc điểm cá nhân mà dường như là vấn đề của chiến dịch, làm nổi bật những kỳ vọng. Nhưng mà thật tình đã chúng ta thấy cái bà này bà cười nhiều trước khi đó, chứ không có phải là bây giờ bà mới cười. Và bây giờ đảng Dân Chủ cũng cảnh cáo bà Harris về việc ông Trump trước cái cuộc tranh luận. Và người ta cảnh cáo là tại vì ông Trump, họ nói là ông Trump giỏi về cái này lắm. Và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ là Peter Buttigieg cảnh cáo bà Harris rằng tôi nghĩ nhiệm vụ chính sẽ là bảo đảm cho người Mỹ hiểu được cái sự khác biệt trong tầm nhìn. Bà ấy là một nhà lãnh đạo rất nghĩa là có tập trung vào kỷ luật. Nhưng bà ấy cần tập trung vào kỷ luật dần như là siêu phàm để đối phó với ông Donald Trump. Và ông Buttigieg này đã giải thích điều này là do ông Trump lập bậc thầy mở ngoặc và đóng ngoặc trong cái việc biến mọi thứ thành một chương trình chỉ nói về ông ấy. Bà nói rằng không phải vì ông Donald Trump lập bậc thầy trong việc giải thích các ý tưởng chính sách và cách chức cho mọi người trở nên tốt hơn, mà bởi vì ông ấy là bậc thầy trong cái việc sử dụng bất kỳ hình thức nào để nói trên truyền hình. Do vậy, ông cho rằng chúng ta càng ít nói về ông ấy, điều đó càng tốt cho bà Harris. Và Thượng nghị sĩ Dân Chủ John Fetterman cũng cảnh cáo đây sẽ là một cuộc tranh luận thẳng thắn. Tất nhiên bà Harris sẽ làm rất tốt, nhưng ông Trump cũng rất giỏi. Chúng ta phải nhớ ông Trump đã vượt qua tất cả các thành viên đảng Cộng Hòa, hình như là 16 người tới lúc đó, phải ông Quang Hưng? Vâng, đúng như vậy. Cái cuộc tranh luận vào ngày mai đó thì là một cái cuộc thử nghiệm về cái khả năng tổng thống của bà Kamala Harris khi mà bà phải đối diện với lại cựu tổng thống Donald Trump. Thì ông Donald Trump là cái người rất kinh nghiệm trong các cuộc tranh luận tổng thống, bởi vì ông đã từng tham gia 7 lần tranh luận tổng thống kể từ năm 2016. Và cái sự kiện này có rất đông, cả hàng chục triệu người sẽ theo dõi. Và đây là một cái cuộc tranh luận hết sức là quan trọng trong cái cuộc bầu phiếu vào tháng 11 sắp tới đây tại Hoa Kỳ. Và chắc chắn là sẽ có rất là nhiều người theo dõi. Tuy nhiên là người ta cũng có những cái gọi là nói về cái khả năng của bà Kamala Harris. Bà này đó là một trong những công tố viên và thường sử dụng nhiều chiêu thức, chẳng hạn như là trước hết là tấn công đối thủ, sau đó thì sẽ điều hòa lại. Và bà tung ra những cái cú đấm mà người ta nói là những cái thông tin chi tiết, có nghĩa là bà có thể sẽ nói rất là dài hoặc là nói nhiều để mà có thể đưa ra những cái thông tin về cái ý tưởng mà bà muốn tấn công ông Donald Trump vào tối ngày mai. Chắc chắn là một cái câu chuyện mà nhiều người cũng muốn theo dõi.
Thưa quý vị, là Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến Đông Timor vào sáng sớm ngày hôm nay, và cũng là cái ngày mà người ta ăn mừng cái quốc gia này đã độc lập mười mấy năm nay sau khi có một cái cuộc chiến hết sức là đẫm máu. Mặc dù thì Đức Thánh Cha cũng gián tiếp biết về cái vụ tai tiếng lạm dụng đối với lại nguyên là một trong những cái người đã từng lãnh cái giải Nobel Hòa bình trước đây. Người Đông Timor đã ngồi chật một cái thị trấn trong cái con đường dẫn từ phi trường để mà đón tiếp Đức Thánh Cha. Họ vẫy cờ Vatican cũng như là cờ của Đông Timor, và họ đội những cái dù có cái màu xanh và màu trắng, đây là cái màu của Tòa Thánh Vatican, để mà che mát với một cái thời tiết rất là nóng và sáng sớm ngày hôm nay. Trong cái lúc Đức Giáo Hoàng đi ngang qua thì họ la to cái câu như là Viva el Papa, tức là đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Vị giáo hoàng 87 tuổi này ngồi trên xe và rất vui mừng đón tiếp và vẫy tay đối với lại những người ở dưới đường. Thì người Đông Timor thì đa số là người Công giáo, nhưng lại là một trong những quốc gia nghèo khó nhất thế giới. Họ đón tiếp Đức Giáo Hoàng một cách nồng hậu và kỷ niệm 25 năm độc lập dưới cái sự cai trị trước đây của Nam Dương. Với cái người ta thấy cái khung cảnh hiện nay hoàn toàn khác biệt với cái sự đón tiếp trước đây của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1989, khi mà lúc bấy giờ người Đông Timor đã bị chiếm đóng bởi người Nam Dương trong một cái cuộc chiến mà họ đòi tự do. Sau khi người Đông Timor đã bỏ phiếu độc lập một thập niên trước đây, thì quân đội của Indonesia đã phản ứng bằng cách là phá hủy tới 80% hạ tầng cơ sở của quốc gia này, gây một cái cú sốc đối với lại thế giới. Tính chung thì có tới 200.000 người đã bị thiệt mạng trong suốt 24 năm nô lệ dưới thời của Nam Dương. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thành phố Dili từ Papua New Guinea theo như là bước chân của Đức Giáo Hoàng John Paul trước đây. Và đây là một cái quốc gia thứ ba trong cái chuyến đi tông du của ngài tại các quốc gia vùng Đông Nam Á. Tổng thống của Đông Timor là ông José Romo Hota cùng với lại thủ tướng Sanana Gusmao, và đây là hai trong số những cái người được xem là đã mang lại một cái sự độc lập cho quốc gia này, đã chào đón Đức Giáo Hoàng Francisco ngay tại phi trường, và sau đó thì họ họp riêng với ngài. Anh Khôi Nguyên. Dạ vâng, thì thật ra đó, Đông Timor khu vực này, Papua New Guinea xin lỗi quý vị, là một trong những khu vực xa xôi nhất của trái đất rồi, và Đức Giáo Hoàng trước đó đã từng đến rìa của Bắc Cực và đến Amazon của Peru, và khi mà đến Papua New Guinea đó thì một đám đông ước tính khoảng 20.000 người đã tụ tập trên sân trước của nhà thờ Vanimo. Họ ca hát nhảy múa khi Đức Thánh Cha đến, và họ đã đội cho ngài một cái chiếc mũ lông chim. Trong bài phát biểu từ sân khấu lớn đó, thì Đức Thánh Cha đã ca ngợi những người làm công việc trong nhà thờ đã ra ngoài để cố gắng truyền bá đức tin. Nhưng mà ngài cũng đã thúc giục cư dân của Vanimo hãy làm việc tại nhà và đối xử tốt với nhau. Và họ thúc giục họ giống như là một dàn nhạc để tất cả các thành viên trong cộng đồng cùng nhau hòa hợp, vượt qua sự ganh đua, đố kỵ. Thưa quý vị, thì phần tin kế tiếp là nói về trận bão Yagi. Bây giờ cái trận bão này nó rất là kinh hoàng, mà đặc biệt đó là đất nước Việt Nam của chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề. Cơn bão Yagi là cơn bão mạnh nhất đã tấn công vào Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Nó đổ bộ vào thứ Bảy cuối tuần qua, gây ra tình trạng mưa xối xả và lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng. Cơn bão đã khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và làm gián đoạn việc kinh doanh của các hãng xưởng và các nhà máy ở những trung tâm công nghiệp phía bắc của đất nước, chuyên môn xuất khẩu ra nước ngoài những cái mặt hàng, những cái món đồ linh kiện. Tại tỉnh Phú Thọ đó thì việc cứu nạn vẫn đang tiếp tục sau khi một cái cây cầu bằng thép bắc qua sông Hồng đã bị sập hồi sáng ngày hôm nay thứ hai. Các báo cáo cho biết đó là khoảng là 10 chiếc xe hơi cùng với xe tải và hai chiếc xe gắn máy khi mà lúc đó, ngay thời điểm đó, đang ở trên chiếc cầu này và nó bị rơi xuống sông. Ba người đã được kéo ra
khỏi bờ sông và đưa đến bệnh viện, nhưng mà 13 người khác đó thì vẫn tiếp tục bị mất tích. Và bão cũng gây thiệt hại lớn cho các hãng xưởng công nghiệp ở tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh, với nhiều nhà máy bị hư mái nhà và nước bị chảy xuống, gây thiệt hại hàng triệu Mỹ Kim. Và tình trạng mất điện và gián đoạn đối với cơ sở hạ tầng làm gia tăng thêm những khó khăn mà các hãng xưởng trong khu vực này phải đối mặt. Ông Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam là Phạm Minh Chính đã đến thăm thành phố Hải Phòng hôm qua và tuyên bố là hỗ trợ 4.62 triệu Mỹ Kim để giúp thành phố cảng Hải Phòng phục hồi. Trận bão Yagi là một trận bão mạnh nhất tấn công vào Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua, với sức gió lên đến là 149 cây số giờ, tương đương khoảng 92 dặm một giờ. Và ngày Chủ nhật đó thì nó đã suy yếu, nhưng mà cơ quan khí tượng của Việt Nam cảnh báo là những trận mưa lớn vẫn tiếp diễn, có thể gây ra lũ lụt và lở đất. Bão này nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề nông nghiệp, gây thiệt hại cho những cánh đồng lúa. Và ảnh hưởng của cơn bão không chỉ giới hạn ở Việt Nam, vì trước khi đến Việt Nam, nó cũng đã tấn công vào khu vực miền Nam của Trung Cộng và Phi Lục Tân, gây ra nhiều tình trạng tử vong. Chính quyền Trung Cộng cho biết thiệt hại cơ sở hạ tầng trên toàn tỉnh đảo Hải Nam đã lên đến 102 triệu Mỹ Kim, với 57.000 ngôi nhà bị sập hoặc là hư hại, tình trạng mất điện, mất nước, đường xá bị ảnh hưởng và hoặc là không thể đi qua do cây đổ. Yagi nó đã đổ bộ lần thứ hai vào tỉnh Quảng Đông và vùng phụ cận của Hải Nam vào tối thứ Sáu vừa qua. Mà có một cái điều buồn cười ở Việt Nam đó là cây cầu Long Biên đó. Cái cây cầu này nó đã có từ thời thực dân Pháp, xây dựng hơn 100 năm qua nó vẫn xài tốt. Nhưng mà cái cây cầu Phong Châu đó thì được chính quyền Cộng sản Việt Nam xây dựng hồi tháng 7 năm 1995. Và từ đó đến nay cái cầu này nhiều lần đã được sửa chữa nâng cấp rồi. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì nó cũng bị nước sông Hồng cuốn trôi. Mà trong khi đó cây cầu Long Biên có từ hơn 100 năm trước đó, mà do thực dân Pháp đó, xây dựng đó, thì vẫn tiếp tục, vẫn xài tốt, vẫn không có bị ảnh hưởng vì thiên tai. Thành ra nhiều người nói rằng là ở trong nước họ nói rằng là những thành phần đỉnh cao trí tuệ xây cầu họ mới có chưa tới vài năm thì cũng đã bị nước cuốn trôi, chắc có lẽ là tại thiên tai chứ không phải tại vấn đề xây dựng đó cô Thu Nga. Đúng rồi. Những cái cầu mà do là thực dân mở ngoặc và đóng ngoặc đó, thực dân Pháp mà họ hay chửi đó, chửi cả Mỹ cả Pháp, nhưng mà những cái gì mà của Mỹ của Pháp xây ở Việt Nam thì vẫn còn vững chắc. Cũng như là cái cột điện mà khi mà nó ngã xuống do cái bão Yagi này đó, thì người ta thấy ở trong á là cái đồ nó là sơ sài mỏng manh những cái dây thép. Thành ra khi mà quý vị xem cái video mà cái cầu mà Phong Châu này nó sập á, dòng dễ sợ vô cùng. Cái xe, có lẽ cái xe sau quay phim cái xe trước thì đi ngang tới cái cầu đó thì nó sập xuống nhìn ghê vô cùng. Và đi và nhìn cái cảnh mà nó sập xuống cái cầu này nó ghê vô cùng. Và cũng như cái vụ mà cái cơn bão này đó, thì đây là một cái cơn bão mà người ở bên Trung Cộng người ta coi như là nó to nhất, lớn nhất từ hồi nào tới giờ. Vâng, thì ở Việt Nam là như vậy, cầu với lại cột điện thì nó cũng giống nhau thôi, nghĩa là ăn hết bao nhiêu là ăn hết xi măng cốt sắt gì ăn hết, cho nên là cầu cứ sập hoài như vậy. Vâng, và bây giờ quay sang tình hình chiến sự thì ở tại dải Gaza chúng ta thấy rất tội nghiệp, là tổn thương tinh thần của hơn 620.000 trẻ Gaza đã không được đến trường. Và hầu hết các em ở vùng đất phong tỏa của người Palestine đều phải giúp đỡ gia đình trong cái cuộc tranh đấu hàng ngày để sinh tồn trong cái tình hình mà giao tranh như thế này. Và tuần này bình thường là thời điểm của những trẻ em mà đi học. Nhưng mà Gaza đang bước vào năm học thứ hai mà trẻ em không được đến trường. Hầu hết trẻ em tại vùng đất bị phong tỏa của người Palestine này phải giúp đỡ gia đình, và trẻ em đi chân trần để đến những cái con đường đất để mang nước và những cái chiếc bình nhựa từ các cái điểm phân phối về đến gia đình. Trong những cái thành phố lều trại đông đúc, và những đứa trẻ khác thì chờ đợi tại các bếp ăn với những cái khay bát rỗng. Và nhân viên cứu trợ nhân đạo cho biết là tình trạng thiếu hụt giáo dục kéo dài đang đe dọa gây ra thiệt hại lâu dài cho trẻ em ở Gaza. Và trẻ nhỏ thì bị ảnh hưởng về cái mặt mà nhận thức
xã hội và cảm xúc. Còn trẻ em lớn tuổi thì có nguy cơ cao hơn bị kéo vào cái công việc mà hoặc là kết hôn sớm. Và 625.000 trẻ em, trong đó tuổi đi học ở Gaza, đã bỏ lỡ gần một năm học và các trường học đóng cửa sau khi mà Israel phát động cái cuộc tấn công vào vùng đất này để trả đũa cho cuộc tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Và trong cái tình hình các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh thì chưa có tới đâu hết, Quang Hưng. Vâng, đúng như vậy. Cái tình hình ở bên giải Gaza nó rất là nóng, khi mà phía bên cái nhóm người Palestine họ vẫn tiếp tục là phóng những cái rocket vào cái thị trấn Al Keolun ở bên Do Thái vào sáng ngày hôm nay nữa. Thưa quý vị, là bà mẹ của một học sinh trong cái lớp cùng chung với lại cái cậu bé đã bị cáo buộc là bắn chết 4 người ngay tại trường trung học Georgia, thì có nói rằng là những cái thông tin mà họ đã gửi cho các giới chức ở trong nhà trường là cảnh cáo rằng là cái cậu bé này đang bị khủng hoảng và cho thấy là cái cuộc nổ súng có thể ngăn chặn được. Con gái của bà Sajai Rat là Lina đã nói với báo chí vào hôm thứ Tư, nào cái ngày mà trước cái vụ nổ súng tại trường trung học Appalachia ở thành phố Winder, tiểu bang Georgia xảy ra, là các giáo chức ở trong nhà trường cho thấy là họ đi tìm cậu bé Cole Gray, 14 tuổi, là cái người đã bị cáo buộc về 4 trọng tội giết người trước khi mà cái cuộc nổ súng xảy ra. Một số người thì không có cho rằng là tại vì lỗi của nhà trường hoặc là của các giới công lực. Các giới chức cho hay là Gray đã bắn chết các học sinh. 8 học sinh và một thầy cô giáo đã bị thương và 7 người đã bị bắn, thì họ đã phục hồi. Bà Annie Brown có nói với lại tờ Washington Post là chị của bà, là mẹ của cậu Cole Gray, đã gửi tin nhắn nói rằng là bà đã nói chuyện với lại một giáo chức trong nhà trường và cảnh cáo các nhân viên ở đây là cái tình hình cực kỳ là nghiêm trọng trước cái vụ mà giết người xảy ra. Brown có nói rằng là Maggie Gray đã yêu cầu họ là ngay lập tức đi tìm con trai của bà. Brown có cung cấp một cái đoạn screenshot về những cái tin nhắn với lại báo chí, mà trong đó đồng thời cũng báo cáo về cái sự kiện xảy ra vào lúc 9 giờ 50 buổi sáng hôm đó. Và thì cái vụ nổ súng xảy ra vào lúc 10 giờ 20 buổi sáng, tức là vào khoảng 30 phút sau. Ông George Palomas là ông nội của đứa bé thì có nói với lại một số các báo chí rằng là Morsi Gray đã gửi tin nhắn cho con trai của bà vào hôm thứ Tư, nói rằng là cậu bé rất là hối hận. Thì theo như là tờ Washington Post có đăng tin về những cái tin nhắn nằm trong số những cái thân nhân trong cái vụ này có liên lạc với lại nhà trường, thì cứ cho biết là cái tình hình về tâm lý của cậu bé này một tuần lễ trước khi cái vụ nổ súng xảy ra, là Brown đã nói với lại các thân nhân rằng là cậu bé này có vẻ như là đã có những ý tưởng là giết người sau đó tự sát rồi. Anh Khương Nguyên. Dạ vâng, cậu bé này thật ra cũng khá là đáng thương khi mà sinh sống trong một cái gia đình mà cha mẹ ly hôn rồi cậu gặp nhiều cái vấn đề về tâm lý. Nếu đó mà cậu có một cái người quan tâm cậu hoặc là có thể hỗ trợ cậu vượt qua cái khó khăn đó, thì cái lúc đó đó nó dễ dàng hơn cho cậu bé này. Nhưng mà cái điều đó đã không xảy ra. Mà đặc biệt đó là cái vấn đề là cậu đã có thể thoải mái sử dụng Internet, rồi thoải mái trong cái vấn đề lấy được cái súng của cha mình, mà người ta cũng không biết rằng là cái súng này có phải là cậu bé lấy hay là chính người cha đã tặng cho cậu trong cái dịp sinh nhật, cũng là một cái câu hỏi. Thưa quý vị, nói về câu hỏi đó, thì tối ngày mai, như là cô Thu Nga có nhắc đến đó, là cái buổi tranh luận đầu tiên giữa ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris, nó sẽ diễn ra tại Trung tâm Hiến pháp Quốc gia Philadelphia. Và nơi đây đó đã được thành lập bởi ông cố Tổng thống Ronald Reagan năm 1988 để thúc đẩy người dân thêm hiểu biết về Hiến pháp Hoa Kỳ. Mà ngày mai đó có thể là một trong những cái chủ đề chính
mà đưa ra tranh luận đó là ông Trump và Đảng Cộng Hòa sẽ xoáy vào cái vụ rút quân một cách hỗn loạn ở Afghanistan, khi mà một cái bản báo cáo mới của Đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã chỉ trích cách giải quyết rút quân hỗn loạn của chính quyền ông Biden khỏi Afghanistan và tuyên bố rằng chính quyền ông Biden đã ưu tiên những cái việc khác hơn là vấn đề an toàn và lừa dối người dân Hoa Kỳ. Ông cựu Tổng thống Trump cũng đã chuyển cuộc tấn công nhắm vào bà Harris trong cuộc bầu cử khi buổi lễ tưởng niệm 3 năm trôi qua vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Phía Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ những cái tuyên bố về vấn đề yếu kém và lưu ý rằng chính ông Trump là người đã khởi động cái việc rút quân khi mà ông đã có một cái thỏa thuận bị chỉ trích với Taliban vào năm 2020 và đó gọi là Hiệp định Doha. Bản báo cáo được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đưa ra sau khi họ tiến hành nhiều năm điều tra và phỏng vấn. Họ đã cáo buộc rằng chính quyền ông Biden xác định là sẽ rút khỏi Afghanistan mặc dù có hay không có cái gọi là Hiệp định Doha đó, và các điều kiện đặt ra cho Taliban đẩy nhanh hơn nữa việc loại bỏ lực lượng Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan. Đảng Cộng Hòa trong Ủy ban cũng tuyên bố rằng việc rút quân hỗn loạn làm giảm cái vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và cáo buộc chính quyền ông Biden cố gắng hạ thấp hoặc bóp méo sự thật của việc rút quân vì mục đích chính trị. Tuy nhiên, các thành viên đảng Dân Chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện không có tham gia vào việc đưa ra cái bản báo cáo và đồng thời cũng không có ủng hộ hoặc là không có đồng ý với cái bản những cái phát hiện trong bản báo cáo, cho rằng chính quyền của ông Trump đã đề xuất cái việc rút lui và ông Biden không còn cái lựa chọn nào khác để mà phải bắt buộc phải tiếp tục theo đó. Bản báo cáo này được công bố một ngày trước cái cuộc tranh luận tổng thống, và trong bản báo cáo tên bà Harris được đề cập đến 28 lần, trong khi tên ông Trump thì được đề cập đến 2 lần. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện là ông Michael McCaul của Texas nói với đài CBS News rằng là cái việc công bố bản báo cáo này nó không có mang mục tiêu chính trị, nó cũng không có nhắm vào bà Harris hoặc là cái cuộc tranh luận vào ngày mai. Nhưng mà ông nói rằng, trong ngày hôm qua ông nói rằng cuộc điều tra của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện về việc rút quân ở Afghanistan nó sẽ không kết thúc tại đây và nó sẽ còn tiếp diễn, thậm chí sau cái cuộc bầu cử vẫn sẽ tiếp tục điều tra tiếp cái vụ này đó cô Thu Nga. Đúng rồi, cái vụ mà rút quân hỗn loạn này để lại ở bên Afghanistan nhiều cái buồn phiền bi đát, và ông Trump cũng nhiều lần chỉ trích ông Biden và bà Kamala Harris về việc này. Nhưng mà đúng như vậy, đảng Dân Chủ cho rằng chính của ông Trump cũng đã một phần lỗi. Tuy nhiên, phía Cộng Hòa thì chỉ trích rằng ông Biden có hoàn toàn có thể lựa chọn hoặc là phớt lờ cái thỏa thuận của người tiền nhiệm thôi. Nhưng mà đây là một cái cuộc rút quân, nghĩa là gọi là bi thảm luôn đó. Rồi quay trở lại cái cuộc mà vận động ngày mai thì chắc chắn rằng có nhiều người sẽ dán mắt vào TV để mà xem. Tuy nhiên, ông Trump bây giờ ông phản đối đó, không có được để cái bục mà đứng lên tăng chiều cao. Mà chúng tôi cứ nghĩ, ví dụ như là chúng tôi thiếu cái kích thước này mà đứng sau cái opium thì nó thấp chủng mà. Thành không biết là bà Kamala Harris này cao bao nhiêu. Nhưng mà ông Trump ông phản đối là đứng ở trên bục là ông không có chịu đâu. Ông nói như vậy là gian lận đó, Quang Hưng với lại Khôi Nguyên. Vâng, đúng như vậy. Tuy nhiên thì ngày mai đó là người ta thấy là một vị cựu tổng thống đã từng tranh luận thứ 7 lần rồi từ năm 2016. Trong khi đó thì bà Kamala Harris đã từng là biện lý và là một trong những cái giới chức cao cấp của tiểu bang California. Bà cũng đã trải ra rất nhiều những cái cuộc tranh luận nhưng mà chưa bao giờ tranh luận tổng thống. Nhưng mà cũng đã có những cái tranh luận với lại cái đối thủ của bà trong suốt cái thời gian mà bà là phó tổng thống cũng như là trước đây bà là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang California nữa. Cho nên đó là ngày mai, tối mai chắc chắn là một cái cuộc tranh luận mà người ta có thể xem rất là đông, hoặc là có thể có những cái thẩm định xem coi là bà Kamala Harris có cái khả năng để dạ vâng cười là chắc chắn rồi. Bà này bà cười bà luôn luôn là quát miệng lên là bà cười, nhưng mà xem coi là bà có đủ cái khả năng để mà có thể lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ hay không anh Cô Nguyên.
Dạ vâng, cái nụ cười của bà có thể hóa giải hết các đòn tấn công, tại vì người ta sẽ không tập trung vào bà nữa, người ta chỉ tập trung vào nụ cười thôi. Nhưng mà ngày mai chắc là cư dân của Houston sẽ phân tâm, tại vì họ cũng phải theo dõi cái trận bão để chuẩn bị như thế nào. Tại vì cái trận bão Beryl vừa qua đó, thật ra đến bây giờ có nhiều nhà vẫn chưa hoàn tất cái việc sửa chữa nữa. Mà bây giờ nếu mà thật sự tiếp tục một cơn bão đánh vào tối thứ ba hoặc là sáng thứ tư đó, thì nó sẽ còn gây ra cái tình trạng nghiêm trọng hơn nữa. Hy vọng rằng là cái cơn bão nó chỉ chợt đi một chút, nó mang lại những cơn mưa thôi. Chứ nếu không mà mưa lớn nữa thì lại tiếp tục đi gọi rằng là đóng hàng rào, rồi lại tiếp tục máy phát điện, rồi lại tiếp tục rằng là mưa gió bão bùng, nghe thấy nản hả cô Thu Nga? Nghe thấy mà ớn luôn. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đã quá của Khuôn Nguyên Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày đầu tuần thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.